trời ơi, cái thằng Danh này mày làm gì vậy hả? Mày ghét tao thì mày nói nha. Mày có biết là bộ đồ này tắt tiền cỡ nào không? Mày dám đồn đây. Mày định tao đánh mày. Bin ơi, ba về rồi nè. Ơ, ba mới về, con nhớ ba lắm. Ba ơi, ba đừng đi nữa. Ở nhà con sợ lắm, mẹ Lý. Anh đi làm về rồi hả? Mệt không? Mẹ con em nhớ anh dữ lắm á. Chân tay con bị làm sao vậy Bin? Có chuyện gì vậy Lý? À không sao đâu. Con nít nó chạy nhảy mà, anh biết rồi, nó còn trẻ, nó hiếu động, chạy nhảy nó vấp tay lên. Ừ, lần sau con cẩn thận hơn nha. Anh có quà cho hai mẹ con này. Wow, cảm ơn anh nha. Đúng thứ em thích luôn á. Ba ơi, con không cần quà nữa đâu, con chỉ cần ba với mẹ Linh thôi. Bin ơi, con đâu rồi? Nè cô kia, sao cô dám vác mặt đến đây hả? Cô định đến để bòn rút tiền của chồng tôi đúng không? Cô đừng có mơ. Ủa, sao cô còn tới đây vậy? Có chuyện gì vậy? Sao mày dám đánh tao? Sao cô dám đánh đập con tôi hả? Ủa, có chuyện gì xảy ra vậy?